Chào anh em, chúng ta vừa được chứng kiến, vừa được thưởng thức một giải đấu được xem là tiền ốc ngô bốc 2024 ha. Giải dòng rèn mở rộng của Kiên Giang, một giải đấu rất là thú vị. Và anh em mình biết rồi, Quốc Khởi đã trực tiếp sang xem giải đấu này và cũng đã có nhiều video clip cho anh em mình xem. Ngoài những video theo từng vòng đấu mà Quốc Khởi thực hiện trong ngày hôm đó, ngày 8 tháng 10 thì vừa rồi thì Quốc Khởi có thêm một tổng hợp dài về toàn bộ các trận đấu diễn biến của giải cho anh em mình xem rồi. Nhưng hôm nay vẫn muốn tiếp tục với anh em về giải đấu này, với những điều thú vị, ngồi ở đây nhớ lại và nói với anh em, thay vì là những hình ảnh xuyên suốt trên dòng sông. Mới đầu thì cũng tâm sự với anh em một chút này. Anh em mình biết rồi, Quốc Khởi thì không phải tự do để đi làm YouTube được. Quốc Khởi là cán bộ công chức của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Những buổi giữa tuần, nói chung là những ngày làm việc mà Quốc Khởi muốn đi công tác riêng thì cũng phải xin phép, cũng phải sắp xếp mọi việc đâu đấy rồi mới có thể đi được. Rất may là trong tuần này, tức là hôm diễn ra giải đua hai ngày trước, thì cũng không phải là tuần mà Quốc Khởi trực để xử lý công việc ở phòng thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, cho nên Quốc Khởi đã xin phép để đi xem. Do Quốc Khởi cũng không thể đi sớm được, cho nên khi đến thì giải đã diễn ra lễ khai mạc cùng với một vòng đấu rồi. Nói thiệt với anh em là trước khi đến vòng rèn thì trong đầu cũng có ý định là sẽ làm trực tiếp, live trực tiếp cho anh em mình xem luôn. Đăng ký hai mạng luôn, hai sim đăng ký hai mạng luôn, Viettel nè, rồi Vina luôn. Nhưng mà qua tới anh em mình thấy không, cũng muốn làm trực tiếp nhưng mà hình ảnh nó rất là mờ, cũng không rõ sao nữa. Quốc gia Quốc Khởi nhìn xung quanh thì cũng rất nhiều anh em YouTuber cũng không làm trực tiếp mà quay để phát lại hoặc là về dựng thành phẩm video cho anh em xem. Nhưng mà cũng có một số anh em là hiếm, mà Quốc Khởi thấy là anh em trực tiếp xuyên suốt luôn, hình ảnh vẫn có thể coi được. Không biết là anh em sử dụng mạng như nào, công nghệ ra sao. Nói thật với anh em là Quốc Khởi nhiều khi trời cho cái này không cho cái kia anh em ơi. Quốc Khởi rất là dở công nghệ, mặc dù là dân làm truyền hình nhưng mà làm về nội dung cũng tìm hiểu, cũng hỏi thăm, nhưng mà có một cái giống như trời cho cái này không cho cái kia. Hỏi rồi, làm rồi thì cũng quên rồi, lật đặt qua lại ngược xuôi một hồi cũng quên tới quên lui, không hiểu sao nữa. Có lẽ là Quốc Khởi phải học thêm điều này, mai mốt Quốc Khởi gặp anh em YouTuber giỏi về cái việc trực tiếp, Quốc Khởi sẽ học thêm về cái này mới được. Đặc biệt là làm sao để giữ được cái hình ảnh nó ổn định nè, sử dụng thiết bị gì, rồi đăng ký mạng ra sao. Quốc Khởi thấy một số anh em vẫn làm được, nhưng mà Quốc Khởi thì anh em mình thấy rồi đó, làm được 9-10 phút gì là kể như là hình ảnh rất là mờ rồi thì không thể làm được nữa. Nó cứ rớt vô rớt ra, cuối cùng Quốc Khởi quyết định thôi, mình sẽ tường thuật cho anh em xem từng vòng đấu, có nghĩa là chậm hơn, anh em sẽ không được xem nóng. Nhiều người cũng tỏ ra bức xúc với Quốc Khởi về việc này, nhưng mà bù lại là hình ảnh nó rõ nét rồi coi thì cũng được, nhưng mà cái việc mà đăng phát lại như vậy cũng rất là khó khăn nha anh em, không phải là dễ dàng gì đóng đâu. Quốc Khởi quay xong một vòng khoảng 9-10 phút, Quốc Khởi bật qua, Quốc Khởi đăng liền, không có chỉnh sửa luôn anh em xem, không có chỉnh sửa luôn, đăng liền. Nhưng mà vừa đăng lên báo là hơn 1 giờ 60 phút 70 phút mới có thể tải lên được một cái clip 10 phút. Mà 60 phút 70 phút thì vòng đấu thứ hai, vòng đấu kế tiếp lại tiếp tục diễn ra rồi, làm sao bây giờ. Quốc Khởi mới nghĩ ra một cách là chạy ra, bởi vì anh em mình có nhiều anh em comment nói thấy anh Khởi ở ngoài trẻ khỏe nhanh nhẹn đi nhanh gì đó. Không phải đi nhanh đâu mà là chạy, không anh em ơi, chạy, công việc gấp quá rồi chạy. Quốc Khởi mới chạy qua nhà bên cạnh, cũng nói cũng xưng tên họ rồi ha, danh tính rồi ha, rồi cũng nói mục đích yêu cầu rồi. Và anh em rất là hỗ trợ Quốc Khởi luôn. Anh em dòng riền hôm đó rất là hỗ trợ Quốc Khởi luôn, lập tức là chia sẻ wifi trong nhà cho Quốc Khởi luôn á. Nhưng mà nhà đầu tiên Quốc Khởi vô bật được, xin được mật khẩu rồi, nhập được rồi, đăng một cái clip 10 phút báo là gần 40 phút mới là có thể tải lên được. Nó chết rồi, điều này làm sao mà kịp, ở đây lọ mọ một hồi ngoài kia tiếp nữa. Rồi Quốc Khởi rất là thất vọng luôn, đã trực tiếp không được mà bây giờ đăng lại cho anh em mình xem cũng khó nữa. Quốc Khởi mới nghĩ chắc ở đây nhiều người tập trung quá, Quốc Khởi đi
đi qua một cái nhà bên cạnh, cách khoảng chắc cỡ 30-40 mét, một cái cơ sở thu mua gì đó, và đang trưng dụng là để làm bãi giữ xe cho khách đến xem đua ga ngò. Quốc Khởi cũng vô giới thiệu như vậy, và rất là may mắn luôn, anh em trong nhà nhận ra Quốc Khởi ga ngò, cho nên rất là hỗ trợ. Ngoài chuyện mà chia sẻ cho wifi ha, ảnh còn bắt cho Quốc Khởi một cái quạt, kéo cho Quốc Khởi một cái giỏng. Anh cứ làm thoải mái, không có gì hết, anh xong anh cứ lên giỏng nằm gì đó, nói chung là tạo phương tiện làm cho Quốc Khởi rất là xúc động luôn. Mà may mắn một điều là wifi nhà ảnh rất mạnh luôn, đăng 10 tải cỡ, nếu một video mở 10 phút thì tải chừng 12-15 phút, có khi là 10 phút là đã xong rồi. Mừng lắm anh em. Cái lo lắng nhất của Quốc Khởi là mạng, là đường truyền, thì được giải quyết rồi. Bởi vậy anh em mình thấy không, vừa xong một vòng đấu là bứt tốc nước rút, rời khỏi khán đài, chạy vô nhà anh bạn mới quen đó để mà đăng, rồi sau đó là quay trở ra. Cho nên là nhiều anh em nói là thấy anh Khởi nhưng mà không chụp được hình, rất là tiếc. Thì nói chung là Quốc Khởi cũng rất là tiếc. Quốc Khởi nói với anh em là chưa bao giờ mà Quốc Khởi từ chối chụp hình với bất cứ anh em nào, chỉ trừ là lúc đó quá gấp, quá bận biệu, trong điều kiện không cho phép hoặc như thế nào, chứ chưa bao giờ Quốc Khởi từ chối chụp hình với anh em nào. Rồi nhầm khi anh em hôm đó cũng có kêu, Quốc Khởi biết là anh em kêu để muốn chụp hình với Quốc Khởi, nhưng mà gấp quá gấp, bởi vậy cứ chạy thôi. Rồi Quốc Khởi thấy một bạn đăng đó, thấy anh Khởi ở ngoài trẻ khỏe, đi nhanh trẻ khỏe hơn là ở trong video, và đặc biệt là anh Khởi đi rất nhanh, không phải đi rất nhanh mà là chạy không. Rồi kể như vậy để một lần nữa là cảm ơn những người anh em, những hộ dân ở gần khán đài đua ga ngò của Dòng Riền hôm đó đã hỗ trợ Quốc Khởi rất là nhiều. Rất là nhớ anh cái cảnh mà anh kéo cái giỏng rồi anh bắt cho cây quạt ngồi và sạc điện thoại nữa chứ, xin wifi xong rồi hết sạc nữa. Nói chung đủ thứ. Cảm ơn anh một lần nữa rất là nhiều. Và bây giờ thì nói một chút về giải đấu này nha anh em ha. Phải nói là Quốc Khởi cảm thấy thích giải Dòng Riền. Chúng ta thấy rồi, đầu tiên là về cảnh sắc, giải thì quy mô không nhiều, số đội dọn dẹn là 10 đội thôi, một đoạn sông. Thì nếu mà so với Marlboro của mình thì khán giả không bằng là đương nhiên rồi anh em, chỉ bằng chắc khoảng 1/10. Long Bình cũng vậy, so với Long Bình của Trà Vinh hay Phước Long của Bạc Liêu cũng vậy. Nhưng đó là những giải đấu toàn vùng, còn đây là chúng ta là giải huyện mở rộng, nhưng là cũng là một giải truyền thống nha anh em. Quốc Khởi thấy là tổ chức cũng bài bản quy củ lắm. Nhưng mà điều mà Quốc Khởi thích nhất đó là rất là đặc trưng của môn thể thao trên miền sông nước của mình luôn, môn thể thao vua trên miền sông nước của mình luôn. Anh em mình thấy rồi đúng không, hầu hết khán giả đến xem đều đi bằng vỏ lãi, bằng xuồng, bằng ghe, mà đặc biệt là vỏ lãi xứ Tắc Gán, vỏ lãi Kiên Giang, đặc trưng Tắc Gán Kiên Giang, đến đậu hai bên bờ, rồi có những hình ảnh mua bán ở ngay khán đài bằng xuồng luôn, bán bánh bao với trứng cút đó anh em mình thấy không. Rồi sóng nước dập dờn ha, rồi ngồi đó xem, rồi hết một vòng thì lấy rượu ra uống nữa, đậm chất miền Tây luôn. Lấy rượu ra uống với nhau vui lắm, đặc biệt là những hình ảnh sông nước anh em mình xem nhé, cảm thấy rất là thích. Nhưng có một cái điều vừa thích mà vừa lo anh em, xem đua ga ngò mà thỉnh thoảng thấy được biểu diễn võ lãi nữa, có thể nói là những tay lái cừ khôi luôn, chạy như bay trên mặt nước vậy, mà âm thanh vang vọng hai khán đài, rồi sóng nó đánh dập dồn, lắc lư, nhìn thì rất là thích luôn, nhưng cũng hơi lo. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy rồi đó, tất cả đều vẹn toàn, có lẽ là điều này là bình thường với anh em Kiên Giang, bình thường ở Dòng Riền hay sao. Quốc Khởi xem thì Quốc Khởi thấy cũng hơi lo, mà vừa xong một lượt đấu, nhầm khi là trong một lượt luôn, có nghĩa là trong một lượt thì có 4 trận đấu, mới thi đấu được 2 trận, còn 2 trận nữa thì có thể là xuất phát chậm hay như thế nào đó, thì là các võ ồ ra, người đi qua, người chạy lại, và đặc biệt là các võ biểu diễn chạy tốc độ cao, chứ không cần đợi hết một lượt nữa anh em. Còn ở sông Marlboro mình thì trong quá trình thi đấu thì dễ gì ha, còn ở Kiên Giang thì như vậy, ở tại Dòng Riền trong đua ga ngò thì xem biểu diễn võ lãi, cảm thấy thích thì thích thật, nhưng cũng hơi lo. Nhưng mà như Quốc Khởi nói là cuối cùng thì tất cả đều bình yên, bình an. Có lẽ là cái việc này diễn ra hàng năm rất là bình thường, tại chúng ta mới xem 1-2 lần đầu thấy lạ thôi, không phải không anh em. Còn ở Dòng Riền xứ Tắc Gán ha, chuyện mà võ lãi chạy như bay trên sông là bình thường, và anh em đã biểu diễn
để cho xem đua ghe ngò luôn. Rồi, một cái điều thứ ba nữa anh em. Thứ ba là giải dòng riềng với 10 đội tham gia, 6 đội của quê hương dòng riềng, 2 đội cũng của Kiên Giang đến từ Gò Quao, đó là Tổng Quảng và Cà Nhung, 2 đội đến từ Bạc Liêu. Chúng ta thấy danh sách thì không có đội ghe nào của Trà Vinh hay là đặc biệt là Sóc Trăng, nhưng mà thành phần thi đấu thì anh em biết rồi, rất nhiều vận động viên Sóc Trăng đã cùng sang dòng riềng Kiên Giang trong ngày thi đấu này. Trong đó đặc biệt là tôm núp 2 với lực lượng vừa giành chức vô địch Ốc Bóc 2023 được xem là đương kim vô địch Sóc Trăng, anh em đã thi đấu cho ghe cây chơm, và gần như toàn bộ từ người thổi còi cho đến người cầm lái toàn bộ là tôm núp 2 trên ghe cây chơm 1, và cuối cùng thì anh em giành chức vô địch như thế nào chúng ta biết rồi hang. Rồi đội đã vào chung kết cùng với cây chơm 1 đó là Nha Si Mới, thì với hơn nửa lực lượng là ông Kho. Nếu như cây chơm 1 là hoàn toàn là tôm núp 2 thì bên kia là phần đông thôi là ông Kho trên ghe của Nha Si Mới, và hai đội này đã vào chung kết với nhau. Kết quả thì chúng ta thấy là nước rút thần tốc của cây chơm 1 đã vượt qua Nha Si Mới để giành chức vô địch. Ngoài ra thì còn lực lượng Quốc Khởi được biết là Săn Ke thì tiếp cho cái đút nhỏ là chủ nhà đương kim vô địch ở giải đấu này năm rồi. Năm nay thì cái đút nhỏ thi đấu cũng không thành công, nhưng mà chỉ ít thôi chứ không hoàn toàn như là của cây trâm 1. Rồi Băng Cầu Chóp Thơ Mây thì hỗ trợ anh em Địa Mùa những trận đấu rất là hay, và cũng rất là tiếc là Địa Mùa lúc mà Quốc Khởi qua tới, Quốc Khởi vô khán đài, nói chung là anh em mà tổ chức thì cũng tạo điều kiện cho Quốc Khởi, nhưng mà Quốc Khởi thì phải ra ngồi sát mé sông. Quốc Khởi cũng ngồi chung với một số khán giả rồi một số anh em YouTuber khác, như vậy thì mới ghi hình được. Còn nếu mà ngồi ở trong giống như đại biểu thì ghi hình thì nó ở phía trước án lắm, khó mà ghi hình, cho nên cuối cùng Quốc Khởi cũng không ngồi ở trong khán đài mà phơi ra ngoài luôn, sát mé sông ngồi luôn. Có một số anh em chụp hình những cái hình này của Quốc Khởi nè, anh em xem nha. Lúc Quốc Khởi qua tiếp thì đã xong loạt trận đầu tiên ở vòng đấu bảng rồi, thì chúng ta thấy là Địa Muồn ngay trận đầu tiên Địa Muồn với anh em Băng Cầu Chóp Thơ Mây đã bơi rất là tốt ở loạt trận đầu tiên này khi giành chiến thắng trước Tổng Quản. Loạt trận đầu tiên Địa Muồn giành chiến thắng Tổng Quản, chúng ta biết rồi, Tổng Quản là đội đã giành chức vô địch cự ly 1.200m của Ốc Bốc 2022 Kiên Giang, tức là giải tỉnh nha chứ không phải dòng riềng. Còn giải dòng riềng 2023 là giải đấu trước đó, Tổng Quản là đội hạng 3. Trước khi đến với giải năm nay 2024 là Tổng Quản vừa hạ thủy một ghe ngon mới, và Quốc Khởi cũng có video cho anh em mình xem đó, bơi rất là tốt. Nhưng mà vào thi đấu chúng ta thấy trận đầu tiên này Địa Muồn tạo bất ngờ vượt qua Tổng Quản ở trận đầu tiên này. Đến lượt trận thứ hai tiếp tục là một Địa Muồn xuất sắc nữa khi thắng ai anh em, thắng Nha Si Cũ. Nha Si Cũ lưng danh cỡ nào chúng ta biết rồi, năm rồi anh em đã trở lại đường đua với một chiếc ghe đóng mới và anh em đã thi đấu không thành công. Năm nay thì Nha Si Cũ đã sửa lại chiếc ghe đó, anh em rất là kỳ vọng luôn. Mà vào lượt trận thứ hai này thì Nha Si Cũ đã thua Địa Muồn. Tôi có khởi xem coi ở lượt trận thứ nhất thì như nào. Trận đấu thứ nhất Nha Si Cũ thua cây trâm 1 với thành phần chủ lực là tôm núp 2, thì có lẽ là chúng ta cũng đã biết rồi. Nhưng mà ở trận đấu này phải nói là Địa Muồn xuất sắc. Chúng ta thấy hai trận đấu lần lượt vượt qua hai đội ghe mạnh của tỉnh bạn, nhưng bất ngờ là đến lượt trận thứ ba. Lượt trận thứ ba Địa Muồn gặp nhà đương kim vô địch cái đút nhỏ, nhưng thật ra là cái đút nhỏ năm nay không mạnh anh em. Cái đút nhỏ năm nay hai trận đầu chúng ta thấy nè, cái đút nhỏ là đều thua hết hai trận đầu, nhưng ở trận thứ ba này để cho cái đút nhỏ vượt qua thua nhà đương kim vô địch. Nhưng mà theo anh em cho biết là anh em đã bị sự cố ở phần lái, và Quốc Khởi cũng nhìn thấy là khi mà về đích thì mũi ghe của Địa Muồn lệch qua bên phải vào khán giả luôn, và anh em cho biết là bị sự cố ở phần lái cho nên đã thua trận thi đấu này. Và sau đó thì chúng ta biết rồi, ở trận cuối cùng của vòng đấu bảng Địa Muồn gặp cây trâm 1 thì anh em không thể vượt qua được cây trâm 1. Như vậy với hai chiến thắng thì cùng với Tổng Quản cũng hai chiến thắng, Địa Muồn phải bốc thăm may mắn
Nói chung là mỗi một sân chơi, mỗi một giải đấu đều có những luật lệ riêng. Nếu đúng như luật lệ phổ biến, Quốc Khởi nói đây là phổ biến của các môn thi đấu nha, khi mà hai đội bằng điểm nhau, tiêu chí đầu tiên để xét đó là thành tích đối đầu. Trong trận đối đầu của hai đội này, đội nào thắng thì đội đó sẽ giành chiếc vé. Nhưng ở đây là một cái sân chơi, lực là phải theo sân chơi đó, đúng không anh em? Lực lệ đúng theo sân chơi đó, giải đấu đó người ta quy định như thế nào, chúng ta phải chấp hành cái việc đó. Còn quy định phổ biến chung là như vậy, thường là hai đội bằng điểm nhau sẽ tính tiêu chí đối đầu đầu tiên, trận đối đầu đó ai thắng người đó đi tiếp. Nhưng ở dòng riềng thì bằng điểm nhau sẽ bốc thăm, và lá thăm may mắn đã không thuộc về điều mùa, rất là tiếc anh em điều mùa. Hai trận đầu rất là hay, đó là may mắn đã thuộc về tổng quản. Và cũng gần như ngay sau đó thì tổng quản cũng không gặp may mắn nữa anh em. Không hiểu vì sao ở giải đấu này các ghe gặp sự cố rất là phổ biến luôn. Chúng ta thấy chỉ có 10 đội tham gia thôi, cũng không có nhiều trận đấu nếu như so với giải đấu Ớt Bốc ở Sóc Trăng chúng ta. Nhưng mà sự cố thì chúng ta thấy xảy ra rất là thường xuyên. Bên cạnh nhà việc là gặp sự cố ở phần lái của địa muôn ảnh hưởng đến khả năng đi tiếp của đội này, thì chúng ta thấy ngay sau đó là tổng quản. Tổng quản thì được biết là anh em đã gặp sự cố cần câu, và điều này thể hiện rõ ràng ở trận bán kết ngay sau đó. Một tổng quản hưng hực khí thế, một tổng quản thi đấu cũng khá tốt ở vòng đấu bảng, và trước đó chúng ta thấy anh em lúc hạ thủy ghe ngầu mới rất là khí thế, bơi rất là tốt. Nhưng mà khi vào bán kết thì một khoảng cách rất là xa, Quốc Khởi đã nói như vậy trong lúc bình luận trực tiếp. Và ở trận bán kết 2 thì cũng là một khoảng cách xa như vậy, nhưng Quốc Khởi nghĩ rằng trận đấu này mang tính chiến thực của Quách Sa Tưng trước cây trôm 1, không biết có đúng như vậy hay không. Anh em có thể xem, và đặc biệt là anh em có Sa Tưng có xem video này thì anh em cho biết là trận bán kết có phải là chúng ta đã sử dụng chiến thực hay không, dưỡng sức cho trận tranh hạng 3 hay không. Có lẽ chính anh em mới là những người trả lời chính xác nhất. Còn rõ ràng thì rất nhiều những sự cố ở giải đấu này, không biết là như thế nào nữa. Nhưng một đội thì bị sự cố ở phần lái, một đội thì sự cố ở cần câu, và rõ ràng là ngay trận tranh hạng 3 những trận đấu của anh em tổng quản, đặc biệt là hai trận bán kết đã diễn ra không như mong đợi. Rõ ràng là anh em đã bị sự cố trên ghe rồi, và Quốc Khởi tìm hiểu là đúng là anh em đã gặp sự cố cần câu. Mà với ghe ngò gặp sự cố cần câu ở giữa đường đua, ở giữa dòng đua thì xem như là bó tay, rất khó để có thể khắc phục. Điều này chúng ta đã từng chứng kiến ở Phutisararam vào năm 2019 này. Cũng có thể kể thêm những trận bán kết mà gặp sự cố trên dòng sông Matrigo mình thì còn có thêm băng con xa. Rồi, trở lại với tình hình của bảng A. Còn ở bảng A thì cũng có 3 đội bằng điểm với nhau thì tiến hành bốc thăm là đúng rồi. Cuối cùng thì hai lá thăm may mắn dành cho Cốt Sư Tân và Nha Si Mới. Nha Si Mới, đội bị loại ở lá thăm may mắn này là cây trôm 2. Nếu may mắn hơn một chút thì năm nay cây trôm, cả hai đội ra cây trôm đều vào bán kết. Nhưng những lá thăm may mắn đã dành cho Cốt Sa Tưng và Nha Si Mới. Và vào thi đấu vòng bán kết rồi chung kết như thế nào thì anh em mình biết rồi ha. Đặc biệt là Cốt Sa Tưng, một đội ghe rất là thú vị luôn anh em. Quốc Khởi tìm hiểu và cũng nhờ anh em đồng nghiệp, những anh em trong hội ghe ngon của mình, đặc biệt là bạn Công Thành ở Ngã Năm, hỗ trợ về mặt thông tin, thì Quốc Khởi cũng mới gõ mạng xem như thế nào. Đúng là có Sa Tưng còn gọi là ở ấp Dòng Đá, bây giờ còn gọi là ghe Dòng Đá của huyện Dòng Riềng, là một ngôi chùa cổ anh em, một trong những ngôi chùa cổ của Kiên Giang, một đội ghe cổ luôn, với rất nhiều điều thú vị. Có dịp Quốc Khởi sẽ nói sâu, tìm hiểu kỹ và nói sâu hơn. Bây giờ thì trong thời điểm này thì cũng không tìm hiểu được kỹ cho nên cũng không dám nói sâu hơn. Nhưng biết là đây là một ngôi chùa cổ và một chiếc ghe đã cổ, đội ghe đã từng giành rất nhiều thứ hạng của Kiên Giang, nhưng cũng bẩn đi một thời gian anh em vắng bóng. Và năm nay thì có Sa Tưng trở lại với một chiếc ghe đóng mới, đóng theo kiểu ngày xưa, có nghĩa là cái lường cạn so với ghe đóng sau này là sâu và chắc chắn to bự.
thì chúng ta thấy ga Kostin thi đấu vừa rồi đó, ga dòng đá thi đấu vừa rồi, ga hơi nhỏ, lường cạn, cần câu có lúc cột là nhổng lên luôn anh em, nhưng bơi rất là đẹp. Và được biết là lực lượng của anh em là hoàn toàn cây nhà lá vườn, ghe là do thợ nhà đóng, đóng theo kiểu ngày xưa, và lực lượng là cây nhà lá vườn. Và anh em đã giành hạng 3 rất là thuyết phục, rất là thuyết phục. Cho nên một số anh em nói cũng rất là có lý, nếu như tính cây nhà lá vườn thì Kostin dòng đá là đội vô địch ở giải dòng Việt. Nhưng mà chúng ta biết rồi, một giải đấu mà anh em thi đấu đều đúng luật mà, trong lực của giải cho phép mà, cho phép tăng cường vận động viên, thì chuyện mà cây trơm, chuyện mà nha si mới, các đội khác có lực lượng ngoài tỉnh anh em đến hỗ trợ thì không có sai vào điều lệ cho phép điều đó vậy. Và chúng ta thấy rõ ràng với sự hỗ trợ này đã nâng tầm giải đấu của mình. Chúng ta nhìn cây trơm một và nha si mới bơi rất là đẹp, đặc biệt là cây trơm một chúng ta thấy tốc độ, nước rút, đội hình rất đẹp. Và một điều nữa là già với anh em Sóc Trăng sang dòng riêng rồi, rõ ràng anh em đã có một cử vợt rất là tốt trước khi trở về tiếp tục hoàn thiện đội hình của mình, nâng cấp về đội hình của mình, rèn về thể lực, hướng về Outbox 2024 trên sân nhà Marlboro Festival lần thứ 6. Và giải dòng riêng chúng ta thấy quy mô không nhiều, nhưng những hình ảnh ở đây và những gì đang diễn ra có thể nói là một giải đấu rất là thú vị. Có dịp năm tới, nếu năm tới sắp xếp được, Bất Khởi sẽ trở lại và chuẩn bị tốt hơn, nhất định phải chuẩn bị tốt hơn anh em. Cảm thấy thích, đặc biệt là hình ảnh ha, trên sóng nước, ghe xuồng trên sóng nước. Và sau khi giành hạng 3 ở giải đấu này, hiện nay Bất Khởi nghe thông tin là anh em Kostin dòng đá đang định sang Sóc Trăng của mình tham dự festival lần thứ 6. Nếu như đội ghe này xuất hiện trên dòng sông Marlboro, chúng ta sẽ rất là hoan nghênh, rất là thú vị với đội ghe này, với chiếc ghe ngo này luôn anh em. Chiếc ghe ngo cây nhà lá vườn, đội hình cây nhà lá vườn, chiếc ghe ngo do thợ nhà và đóng theo kiểu cổ xưa, bơi rất là đẹp. Rồi chúng ta cùng chờ tin vui này nhé. Nếu như có thêm Kostin bên cạnh Sóc Sâu, cũng là thông tin thôi nha anh em, khi nào mà chúng ta thấy danh sách đăng ký thì lúc đó mới là chính thức nha anh em. Còn bây giờ thì cũng là những thông tin đồn đoán, ước mong, ước muốn mà thôi. Nhiều khả năng thì đội mà chính thức của Kiên Giang sang Sóc Trăng mình đó là Sóc Sâu. Vừa rồi thì Sóc Sâu không có thi đấu để giải dòng riêng, và bây giờ có thêm thông tin là đội vừa giành hạng 3 dòng riêng dòng đá Kostin sẽ sang Marlboro Sóc Trăng của mình. Nếu đúng như vậy thì rất là tuyệt vời. Còn anh em nha si cũ, có lẽ chúng ta phải chờ anh em nha si cũ thêm một thời gian nữa thôi. Ở giải đấu này là giải đấu thứ 2 không thành công của anh em rồi. Anh em có một chiến thắng ở trận đấu cuối cùng, một chiến thắng có thể nói là một lời chia tay ngọt ngào khi chiến thắng trước nhà đương kim vô địch, cũng là chủ nhà cái đuốc nhỏ. Một niềm an ủi của anh em, và rất hy vọng anh em sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Rồi, vài điều về giải dòng riêng với anh em mình vậy nha. 4 điều thú vị. Thứ nhất là cảnh sông nước đi xem bằng vỏ lại. Thứ hai là xem đua ghe ngo, nhưng thỉnh thoảng sẽ được xem biểu diễn đua vỏ lại chạy như bay trên sông nước. Thứ ba là một giải đấu quy tụ rất nhiều những tay bơi đến từ các tỉnh thành khác, đặc biệt là Sóc Trăng, đã góp thêm sự hấp dẫn, kịch tính cho giải đấu này. Thứ tư là đội ghe cây nhà lá vườn Kostin dòng đá đã để lại một ấn tượng cho lần quay trở lại của mình. Rồi vậy nha anh em, vẫn là một cái lời rất là quen thuộc, vui vẻ, mạnh khỏe để hướng về Outbox Sóc Trăng 2024 festival lần thứ 6.